Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, cô Phương Hằng, người phụ nữ Việt Nam để lại trong lòng dân một dấu ấn sâu đậm. Thưa quý vị, từ tháng 3 năm 2021 đến nay, cộng đồng mạng liên tục nổi sóng vì những lần live stream của cô Nguyễn Phương Hằng với rất nhiều nội dung liên quan đến thần y, võ nằm yên, các ca nghệ sĩ nổi tiếng như Thủy Tề, Đàm Vĩnh Viễn, Hề Lũ tham gia làm từ thiện. Thầy ông nội Lê Tùng Vân và nhiều người có tên tuổi, nhiều sự kiện khác nữa, các nội dung live stream của cô Nguyễn Phương Hằng đã thu hút đông đảo người theo dõi bình luận, tranh luận và tạo nên nhiều hiệu ứng trái chiều. Từ nội dung phản ánh cô Nguyễn Phương Hằng, nhiều nghệ sĩ đã sao kê từ thiện, công an đã vào cuộc xác minh nhiều nội dung khởi tố ông Lê Tùng Vân và những người liên quan đến là Hề Lũ thì đã giải ngân hơn 14 tỷ tiền từ thiện ngâm hơn 6 tháng. Những nội dung live stream của cô Nguyễn Phương Hằng đã gây ra những tác động lớn trong xã hội, dù công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt tạm giam và khởi tố cô Nguyễn Phương Hằng và đang trong quá trình điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân do luật ông Mãi gán ghép cho cô Hằng. Đến nay vẫn quá lớn với sức ảnh hưởng của cô. Nhiều khán giả vẫn luôn theo dõi cô mỗi ngày. Mới đây nhất, một người dùng mạng xã hội đã bày tỏ quan điểm vẫn yêu mến và ủng hộ những việc làm cô Hằng đã làm cho xã hội. Tác giả này đã viết như sau. Từ khi Phương Hằng bị bắt, tôi thấy mình như không phải là mình nữa. Con người thay đổi, tính tình thay đổi. Theo tôi, theo dõi ngay từ đầu, câu chuyện drama của em, đi theo em trên những chặng đường, ăn qua loa, ngủ chập chờn, phờ phạc, kém sắc, ngu nga, ngu ngơ, như không muốn làm việc gì cả, chỉ chăm chăm vào mạng để theo dõi tin tức từng câu chuyện của em. Em vừa live stream và cứ thế dẫn dắt tôi đi từ câu chuyện Võ Hoàng Yên chữa bệnh phi khoa học để lấy tiền lừa dân. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một người phụ nữ gầy gò, khắc khổ và một đám đông vây quanh em tên Võ Hoàng Yên, lòng tay vào chiếc khăn trắng, thò tay vào miệng em, kéo lưỡi em đau đớn và tôi rùng mình không dám tin. Đó là cách chữa bệnh của một tên thần y Võ Hoàng Yên. Rồi tiếp đến là câu chuyện những nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện nhân dân từ Võ Hề Linh cho đến Đàm Vĩnh Viễn. Đặc biệt nhất là dùng từ sao kê trong giao tiếp ngân hàng vẫn giao dịch giữa khách hàng và người gửi tiền vào tài khoản của mình. Trong đó, cái từ mà kế toán và thủ quỹ giao dịch với nhân viên và khách hàng thường xuyên để yêu cầu các ca sĩ phải sao kê công chúng và nhân dân được rõ số tiền mình đã thu được trong đợt báo lũ miền Trung năm 2020. Câu chuyện rất bình thường và đơn giản ấy nếu như mình là người vô tư. Các mạnh thường quân gửi vào tài khoản mà các ca nghệ sĩ làm từ thiện cung cấp vô tư nhất là mở tài khoản tên người nhận tiền ghi rõ tên của các mạnh thường quân gửi đến để giúp cho đồng bào lũ lụt và cách riêng với tài khoản cá nhân của mình thì đâu có gì khó khăn. Vậy mà em Hằng cũng phải đề nghị lên Facebook mấy buổi làm việc sao kê tiền thu chi của nhân dân cả nước, nhất là các mạnh thường quân đóng góp được rất nhiều, sao kê và chuyện công khai là rất tình thương tình. Ấy thế mà giới ca nghệ sĩ cho đâu là hậm hực khó chịu với Phương Hằng, rất vô lý phải không? Tại sao sự minh bạch chưa rõ ràng rồi, tai họa giáng xuống đầu em khi em réo đến tên Đức Hiển, Hàn The và em nói trong một là drama khác là phó tổng báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh quyên góp từ thiện bằng tài khoản cá nhân đã gần 20 năm nay và cũng yêu cầu sao kê, nếu có thì sao kê thôi, có gì đâu khó khăn, để bảo vệ uy tín của mình. Đức Hỷ nên sao kê, cho dù mình là ai đi, thu tiền của ba tánh để làm từ thiện sao kê là chuyện rất thường tình mà. Sao Đức Hỷ không làm câu chuyện này? Xoay quanh vấn đề sao kê và chữa bệnh Võ Hoàng Yên là có thật nên dân rất háo hức và muốn biết sự thật về những câu chuyện mà em Phương Hằng đã nói trên Facebook cũng vì ức chế. Công an và chính quyền không vào cuộc nên Phương Hằng đã bức xúc và phát ngôn một vài câu mất kiểm soát và bắt tạm giam em. Vì tội xâm phạm lợi ích nhà nước nên dân bàng hoàng ngỡ ngàng và trong giấc ngủ chập chờn, tôi luôn hỏi vì sao em là người tốt, từng mở mổ quỹ mổ tim là bẩm sinh cho các trẻ em khuyết tật bẩm sinh và từng xây 800 ngôi nhà tình nghĩa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây bao nhiêu chiếc cầu cho người dân và cả xây trường học, đã có công biết bao nhiêu là giếng giúp người dân Bến Tre có nước ngọt để dùng cho sinh hoạt và cho tưới tiêu mùa màng không bị nước mặn xâm lấn. Tại sao dân yêu thương em vì em đã làm nhiều việc tốt giúp cho họ, giúp cho đời, em bị bắt giam, dân ngỡ ngàng đã nói lên điều đó. Nhiều người trong đó có tôi không phải là người quen, người thân ruột thịt mà nghĩ đến em là tôi lại ứa nước mắt, xót xa và thương nhiều lắm. Không hiểu tại sao dưới đây câu chuyện về em sẽ đưa ra xét xử như sao và phân định là như thế nào và những khuất tất trong câu chuyện drama của em Hằng phải được là phân tích mổ xẻ thật thấu đáo, những kẻ trong câu chuyện này phải được điều tra làm rõ đến những sai phạm đó. Việc đời tư của gia đình em được bới móc thì đời tư của Hề Lũ, Đàm Vĩnh Viễn, Thủy Tề, Vi Nổ, thậm chí là cả anh Đức Hiển và chị Hàn Xì cũng ở trong câu chuyện này đã là công dân của Việt Nam. Ai cũng được bình đẳng như nhau, sai đâu chịu đó,
Riêng đối với Phương Hằng, em quá nổi tiếng và xinh đẹp, thương người nghèo làm từ thiện, dám đấu tranh với kẻ ác cái xấu. Những việc làm sai trái của con người, cụ thể một việc làm mà chưa ai làm được, đều để lại trong lòng dân một dấu ấn sâu đậm không dễ gì xóa nổi. Một người ủng hộ, không phải nhỏ, mong rằng nhà nước vào cuộc xử lý một cách công khai minh bạch cho dân biết. Phương Hằng cố gắng chăm lo sức khỏe cho tốt. Mọi người yêu thương em dù em có tội to nhỏ đến đâu. Dân chưa biết nhưng trong lòng chúng tôi, em là người rất nhiều khả năng làm việc và truyền cảm hứng cho người khác thông qua ngôn ngữ hành động đều chạm đến cảm xúc của mọi người. Một tố chất không phải ai cũng có được. Rất thương em. Quý vị thân mến, hé lộ bí mật tiền tỷ trong nhà thờ tổ của Hề Lũ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa với sự thật phía sau. Khi bắt đầu khởi công, nhà thờ tổ nghiệp của anh Hề Lũ này đã vướng vào ồn ào liên đới liên quan đến pháp luật. Cụ thể, nam danh hài bị một người hàng xóm tố giác là thiếu giấy phép xây dựng và xây dựng bất hợp pháp. Tính đến thời điểm này, nghệ sĩ ưu tú Hề Lũ vẫn là cái tên nhận nhiều lời dị nghị nhất trên mạng xã hội. Từ cái câu chuyện từ thiện và hàng loạt vấn đề riêng tư của nam danh hài cũng bị đưa ra bàn tán. Cả nhà thờ tổ nghiệp trăm tỷ của ông ấy vì thế mà cũng bắt đầu rơi vào tầm ngắm. Câu chuyện liên quan đến nhà thờ tổ nghệ sĩ ưu tú Hề Lũ xây dựng phải chăng thì chúng ta cũng đã biết rằng tại thành phố Hồ Chí Minh có nhà truyền thống sân khấu điện ảnh thì nơi đó hiện tại lại đang cho thuê để bán cà phê. Và anh Hề Lũ thì đi từ Cali về nước. Thùy Linh cũng chẳng biết là dựa trên cái tư cách gì đầu tư 100 tỷ xây dựng nhà thờ tổ mà xưng danh là nhà thờ tổ nghề của sân khấu điện ảnh, tự xưng từ một câu chuyện liên quan đến văn hóa của một đất nước, của một dân tộc, bỗng dưng trở thành một chủ nghĩa cá nhân của một nhóm người. Tất cả chúng ta đều biết cái nơi đó anh Hề Lũ xây dựng đó không phải là một nơi hội tụ của tất cả những người hoạt động nghệ thuật văn hóa, tới đó chỉ là một nhóm người thân cận với anh Lũ mà thôi. Bên cạnh đó, những người mà được réo tên rất cụ thể ở đâu đó chúng ta nhìn nhận ra, họ vẫn nghĩ rằng là họ không sai và họ rất ngại, hình như là không dám đứng ra để xin lỗi. Đó là cộng đồng 97 triệu dân, không dám nhận trách nhiệm mà đó là coi thường, sau đó thì im lặng, không hề sủi tâm như anh Lũ, chẳng hạn như anh MC Trấn Lệ cũng vậy, họ im lặng sau một khoảng thời gian dài. Nếu như sóng gió bắt đầu chìm xuồng, thì mới đây sau khi vụ cô Hằng bị tạm giam, những con người ấy xuất hiện và quay trở lại một chiêu bài rất cũ, đó là thông qua một ca khúc tác phẩm bộ phim nào đó tiếp tục lại được sự tiếp tay với một số bộ phận báo chí, những người làm báo hai mặt và được những tờ báo lá cải đưa tin tiếp sức đánh bóng tên tuổi, bỗng dưng scandal của ca nghệ sĩ đó chìm hẳn và lại được cộng đồng khán giả ca ngợi, hoặc là xuất hiện quay trở lại bằng những việc làm thiện nguyện của mình. Và việc cái scandal kia cũng bị chìm xuống và cũng nhờ các tờ báo lá cải và những người làm báo hai mặt tung hô ca ngợi đánh bóng tên tuổi cho người đó. Và chúng ta vẫn biết là một số những người hoạt động trong lĩnh vực ca hát, hài kịch, phim ảnh, người mẫu nổi lên thông qua scandal rất là nhiều, và điển hình như vụ việc gần đây là của nữ ca sĩ Hiền Hồ. Và sau đó để là scandal chìm xuống thì dư luận chìm xuống và xuất hiện quay trở lại bằng một cuộc đi làm từ thiện hoặc là một tác phẩm nào đó đình đám để báo chí truyền thông tiếp tục lại đánh bóng tên tuổi. Vậy trong câu chuyện mai một văn hóa ở đây, trách nhiệm đến từ những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật văn hóa và đến từ đó là giới truyền thông và từ đó là báo chí làm dư luận, làm cho văn hóa không phải là nơi để cho những con người đó lợi dụng vào truyền thống tốt đẹp cho cộng đồng cách mạng của cha ông để làm ăn kinh tế, lợi ích cá nhân và coi thường chính quyền nhân dân Việt Nam, quên mất đi cái sứ mệnh của mình đang làm cái gì liên quan đến vận mệnh đất nước. Và 10 năm nữa thì chúng ta có còn văn hóa của Việt Nam không? Trong khi chúng ta đang hội nhập toàn cầu hóa, chúng ta sẽ phải học hỏi những điều hay, nhưng chúng ta hội nhập chứ không phải là hòa tan, sáng tạo và là những cái điều rất cần thiết đối với bất kỳ một lĩnh vực nào. Nhưng đối với văn hóa sáng tạo thì dựa trên nền tảng chung của văn hóa đất nước, của dân tộc, vì mỗi một người nghệ sĩ, mỗi một người hoạt động trong lĩnh vực ca múa, nhạc, hài kịch, diễn viên đấy là mỗi một lời phát ngôn của họ, mỗi một hành động đều mang tính chất, nó là một giáo dục cho cộng đồng.